trong DNA ấy, thì khi mà chúng ta tìm được insight của những cái thành viên trong trong các đội chúng ta ấy, thì chúng ta có thể là giới thiệu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho tất cả thành viên khác một cách rất là dễ dàng và những cái referral cực kỳ chất lượng. Vậy thì là làm sao để chúng ta kiếm được insight này? Thì có những cái câu hỏi sau thì anh chị có thể đưa ra những cái câu hỏi này, thì khi mà anh chị trả lời những câu hỏi này thì chúng ta gần như đã tìm được cái insight riêng cho khách hàng của chúng ta. Nhất là khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai và họ có mong muốn gì, họ có thói quen gì, hành vi mua hàng họ ra sao và quyết định mua hàng họ bị tác động bởi những yếu tố nào. Thì cái này bản chất ở trong mối chốt đầu tiên ấy, chính là khách hàng mục tiêu của bạn. Thì để tìm được khách hàng mục tiêu của bạn ấy, thì tôi đưa ra một số các cái cách sau đây. Thứ nhất là dùng theo cái nhu cầu của Maslow. Thì các cái nhu cầu con người cơ bản con người sẽ có bao gồm có sức khỏe này, sự nghiệp này, nhan sắc, sự thành đạt, tiền bạc, sự công nhận của những người xung quanh, hay địa vị xã hội, danh dự, sự nghi ngưỡng mộ, an nhàn tuổi già và nỗi lo lắng. Thì những cái nhu cầu cơ bản của con người này sẽ phân được ở các cái tầng của tháp nhu cầu. Thì anh chị có thể tìm cái là trên Google có, và anh chị có thể đối xứng xem là khách hàng của mình đang nằm ở đâu, và khi xác định được cái khách hàng của mình, ví dụ như ở bên chỗ chị Hoàng thì là bên trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ thì nó sẽ nằm ở phần nỗi lo sợ đi. Và tại vì là nỗi lo sợ của chúng ta là nó sợ là con cái của chúng ta không học hành được nên nó đến chốn, thì đấy chính là vì bản thân khách hàng chúng ta không phải là trẻ em mà khách hàng chúng ta là phụ huynh. Phụ huynh sẽ có nỗi lo sợ là con của chúng ta không được thành đạt, con chúng ta học hành không được đến nỗi chốn, hoặc là cái kiến thức của con của chúng ta bị hỏng, thì đấy chính là nỗi lo sợ. Tiếp theo chính là chúng ta sẽ phân tích theo giới tính ấy. Giới tính thì sẽ có, tại vì nữ thì sẽ có cái cách mua hàng riêng của nữ, có cảm xúc riêng của nữ, mà nam thì chúng ta lại có cảm xúc riêng của nam. Các anh chị ở dưới đây ấy, thì dụ như cách nữ ấy, thì có phải là đa số thì mua hàng theo cảm xúc đúng không? Còn tất cả các anh đàn ông của chúng ta ấy, thì mua hàng dựa theo logic, chứ là dựa theo cái gì đó nó chính xác, nó khoa học. Nó có dụ như mua một cái xe ấy, thì các anh chị nữ thì mua xe thì khả năng là sẽ thấy cái này đẹp, cái này hot thì mình mua, thời trang mình mua. Còn các anh thì mua xe là này đi phải về, bảo dưỡng nó phải tốt, được phụ tùng thay thế nó phải dễ dàng, thì chúng ta mới quyết định đến việc mua xe nó hay không. Và tiếp theo chính là phân tầng xã hội. Sau khi chúng ta xác định được đối tượng này ta là nam hay nữ, ở độ tuổi nào, thì chúng ta sẽ xem tiếp là ở cái khách hàng người ta đang nằm ở cái lớp tầng nào của xã hội, ở tầng lớp thượng lưu, ở tầng lớp khá giả, trung lưu, bình dân, hay ở tầng lớp những người có lao động có thu nhập thấp. Thì khi mà xác định được cái tất cả các phân tầng này rồi ấy, thì chúng ta có thể đưa ra được những cái content, những cái mẫu truyền thông quảng cáo làm sao đến sát nhất với những cái từ ngữ nó sát nhất được đến với những cái tầng lớp này, để cho mọi người có sự đồng cảm với những ngôn từ, đồng cảm với những cái sản phẩm chúng ta đưa ra. Và sau khi chúng ta xác định được thông qua ba cái yếu tố rồi, thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là họ có mong muốn gì ở cái tầng lớp phân tầng đó, ở giới tính đó, ở độ tuổi đó, hoặc ở cái nhu cầu đó, thì họ có mong muốn gì, họ có thói quen gì và hành vi mua hàng họ ra sao, sau đó thì quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào. Cho sau khi chúng ta xác định rồi, chúng ta đặt ra những câu hỏi dưới đây, và chúng ta khi trả lời rồi, chúng ta gần như là sẽ xác định được insight của hàng chúng ta là gì. Và sau ví dụ như là của anh Sáng, anh bán điện máy và ví dụ anh bán cho hàng cao cấp, thì cái ngôn từ anh truyền tải đến cho các giới bán điện thức chẳng hạn thì nó lại khác so với những cái sản phẩm anh bán đối với người dân lao động bình thường. Bởi vì khi mà mình mô tả một cái sản phẩm mà với những ngôn từ nó mỹ miều và nó cao cấp quá, thì những người lao động thấp ấy, thì họ lại không có ý là sản phẩm này cao cấp mà không mua đâu. Nhưng rõ ràng tiền như nhau, nhưng có khi cái cách mình truyền tải nó lại khác nhau, nó là như vậy. Và đây là một cái câu chuyện ở nhãn hàng khá nổi tiếng là Coca-Cola. Thì anh chị chắc là cũng có nhớ đến một thời gian mà họ đã có in tên của sản phẩm lên trên cái bao bì. Và cái việc này ấy, thì là họ đang áp dụng cực kỳ tốt cái việc là tìm được insight khách hàng. Bởi vì là khách hàng của Coca-Cola đa số là giới trẻ, và rất là họ khi mà giao tiếp với nhau ấy, từ giờ anh tất cả anh em mình khi giao tiếp nhau còn cầm một chén rượu, còn cầm một cốc bia, cầm một ly rượu vang để giao tiếp, để mời nhau để bắt đầu một câu chuyện. Thế nhưng không ai cầm một cốc Coca để đến bắt đầu một câu chuyện cả. Nhưng Coca-Cola đã làm được điều đó, là họ in tên của sản phẩm lên. Khi ví dụ như là em tên Hiệp, thì em sẽ tìm một cái chai Coca-Cola tên là Hiệp, và em sẽ cầm cái chai đó và em đi giao lưu tất cả mọi người
là giới trẻ đó, thì mỗi nhiên họ biết là em tin hiểu và em đang muốn kết nối giao lưu công nghệ. Và đây là câu chuyện cực kỳ thành công của Coca-Cola khi mà đã áp dụng được insight của hàng và áp dụng được với BNI ấy, thì anh chị có thể mời khách của tôi và tìm kiếm cơ hội dành tốt hơn. Vì khi nào ví dụ như em tìm được là insight, anh Toàn tìm được insight hàng của mình rồi, và anh Toàn khi ăn quan với em, anh Toàn nói với em là đây là insight của anh, và em cứ tìm những cái khách hàng nào mà có nỗi đau như này giới thiệu ngay, là khách hàng nào mà có nỗi đau như này giới thiệu ngay, là vậy như gần gần như khách hàng mà em tìm được cho Toàn là gần như là cực kỳ sát và những cái rồi cực kỳ chất lượng và tỷ lệ chốt đơn rất là cao. Và đấy là cách mà mọi người tìm kiếm referral, những cách những khác trong BNI dựa trong khu vực là tìm được insight. Vâng, em xin kết thúc bài đào tạo đây, em xin cảm ơn.